Bảo Ngọc xin kính chào quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến, chào các em. Chị em chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện thiếu nhi. Hôm nay chị Bảo Ngọc sẽ đọc cho các em nghe hai câu chuyện thật là dễ thương và cũng thật là hấp dẫn. Đầu tiên là câu chuyện Người đánh cá thổi tiêu. Một ngư dân vác chài ra biển đánh cá. Ra đến bờ biển, bác đứng lại tần ngần suy nghĩ. Biển rộng quá, biết cá ở đâu mà đánh. Đột nhiên, bác nghĩ đến chiếc tiêu bác đeo bên hông, liền nảy ra sáng kiến. Chắc cá cũng thích nghe thổi tiêu lắm, không chừng chúng sẽ thích thú mà kéo đến. Nghĩ vậy, bác bèn đặt tấm lưới sang một bên, rồi bắt đầu rút ống tiêu ra thổi. Bọn cá thế nào cũng ngóc đầu lên lắng nghe. Hễ thấy chúng ngóc đầu lên ở đâu, mình sẽ quăng chài xuống đó. Mình đúng là thông minh nhất. Tiếng tiêu của bác hay đến nỗi cả những đứa trẻ đang nhặt ốc ven bờ cũng đứng lại ngẩn người ra nghe. Bác đánh cá nhìn thấy càng thổi hăng hơn, nhưng ngược lại chẳng thấy con cá nào ngóc đầu lên cả. Bác giận lắm, bèn cất ống tiêu đi rồi vung chài quăng xuống. Không ngờ ngay từ mẻ lưới đầu tiên, bác đã bắt được rất nhiều cá. Bác mừng lắm, gỡ từng con cá ra rồi vứt chúng vào một cái hố cát trên bờ biển. Những con cá bị thiếu nước, chúng bắt đầu nhảy loạn xạ trên cát. Nhìn thấy những con cá cứ nhảy lung tung, bác đánh cá không hiểu nổi, liền chỉ tay vào chúng quát: "Bọn cá ngu ngốc kia, khi ta thổi tiêu bọn bay lại nằm im, lúc ngưng thổi bay lại nhảy nhót lung tung, đúng là cả một lũ chẳng hiểu gì về âm nhạc cả." Đến người còn chưa hiểu hết âm nhạc nữa là cá. Bác đánh cá đã chọn nhầm đối tượng nên chỉ mất công chứ không đạt được kết quả gì. Buồn cười nhỉ. Các em vừa nghe xong câu chuyện Người đánh cá thổi tiêu. Và để tiếp tục cho giờ đọc truyện của chúng ta, chị Bảo Ngọc đọc thêm cho các em nghe một câu chuyện nữa, đó là Dế Mèn và Châu Chấu. Trong bãi cỏ xanh có một con dế nhỏ. Khi đã trưởng thành, dế muốn sống tự lập, bèn xin mẹ cho nó được ra đi. Mẹ nó dặn: "Sau khi xa nhà, con chớ chơi với lũ châu chấu đấy. Chúng nó là loài côn trùng phá hoại. Nếu con chơi với chúng, con sẽ bị người ta giết chết đấy." "Mẹ yên tâm đi, con sẽ không chơi với bọn châu chấu ấy đâu." Chú Dế Mèn vừa tạm biệt mẹ để ra ngoài sống thì đã gặp ngay một bầy châu chấu. Đang lúc chú ta định bỏ đi thì một con châu chấu già bay đến túm chân chú lại. Châu chấu đề nghị Dế Mèn nhập bọn, nhưng Dế lắc đầu ngay. Châu chấu hỏi: "Có phải chú mày sợ bị liên lụy không? Chẳng lẽ cả bầy châu chấu bọn ta lại không bảo vệ được chú mày sao? Hơn nữa, người ta có bắt được chú mày thì cũng để cho bọn trẻ nuôi thôi, chứ có giết đâu mà sợ." Dế hỏi lại: "Chúng ta vốn không quen biết nhau, đi chơi với các anh thì tôi có lợi gì chứ?" Châu chấu đáp: "Chú chỉ việc ca hát cho bọn tớ nghe thôi, chứ không phải lo vất vả làm việc gì cả." Dế hỏi tiếp: "Nếu vậy thì tôi được gì nào?" Châu chấu tiếp tục dụ dỗ: "Nhiều lắm, chú mày sẽ luôn cảm thấy vui vẻ,
không phải lo tất bật chuyện kiếm ăn như những con dế khác đâu. Chú dế nhỏ tội nghiệp mất đi sự tự do vì nó không nghe lời dặn của mẹ nó, vì nó thiếu kiên quyết trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của châu chấu. Như vậy là hư quá phải không nào? Câu chuyện dế mèn và châu chấu đã chấm dứt giờ kể chuyện của chúng ta hôm nay rồi. Bảo Ngọc xin kính chào tạm biệt quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến chào các em. Chúc quý vị và các em một ngày thật tươi vui.